Thân mến chào quý vị và các bạn, chúc quý vị ngày mới an lành, hạnh phúc. Video ngày 25 tháng 4 năm 2024 mình tiếp tục cập nhật những cái tiến độ thi công mới nhất về dự án cầu Rạch Miễu 2. Trước màn hình quý vị đang theo dõi là trụ K27 đang làm thép cho đốt thân trụ thứ 5. Và đây là xà mũ trụ K26 đã hoàn thiện cốt thép và ván khuôn đợt 2 rồi, chuẩn bị cho công tác nghiệm thu và đổ bê tông. Trước màn hình quý vị thấy là trụ P20 đang làm thép cho đốt thân trụ thứ 21, đồng thời đang làm hệ đà giáo cho khối K0, rất nhanh ngà đã dựng xong cột chống cho cả hai phía rồi. Còn bên đơn vị thi công trụ P19 đang thi công lắp đặt cốt thép cho đốt thân trụ 19. Còn mũi thi công đà giáo cho khối K0 bắt đầu tiến hành lắp đặt ống vách chống phía trong và hàn giằng ngang dọc. Đà giáo của trụ P19 hàng ngoài sẽ dựng ống vách xiên chứ không phải thẳng như trụ P20. Thank you.
Còn bên đường dẫn bờ Tiền Giang thì các anh đang tiến hành khoan cọc cho các trụ P1, P2 và bố anh không ạ? Trụ P5 các anh đã đập được 4 cọc rồi. Trụ P17 làm sàn đạo chuẩn bị khoan cọc khoan nhồi.